Rồi, xin chào cả nhà. Thì hôm nay thì có sếp của mình đến nhờ mình là đánh lại một cái báo cáo này sang hai quận. Cái văn bản này gồm có 19 trang, nhờ mình gọi lại sang quận. Thì theo cả nhà thì mình làm như thế nào? Mình không thể từ chối được à. Thì bây giờ cách xử lý như thế nào? Một á, là chúng ta ngồi gõ lại từ đầu cho đến hết 19 trang, hay là chúng ta làm như thế nào? Thì sau một hồi suy nghĩ ấy, thì theo mình sẽ làm như sau. Mình sẽ dùng máy scan, mình scan lại hết 19 trang giấy này. Sau đó mình sẽ dùng một cái chương trình để mình chuyển từ file PDF sang file Word. Đó là cách nhanh nhất, cách nhanh nhất. Chứ không thở mà ngầu gõ lại 19 trang giấy như thế này được. Thứ nhất là mình không có thời gian để mình làm như vậy được. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để chuyển 19 trang giấy này sang file Word. Rồi, các bạn hãy nhìn theo cách mình làm nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng máy scan để mình scan lại cái báo cáo này. Thì đây là cái báo cáo bên chi bộ cho nên là nó không có cái file PDF mà người ta gửi trực tiếp bằng cái báo cáo vừa cơ quan, mà bây giờ là lãnh đạo cần lấy lại cái nội dung trong cái báo cáo này để làm báo cáo. Thì đó là lý do mà tại sao chúng ta phải đi scan lại. Thì bây giờ đây là cái báo cáo, chúng ta chỉ xin phép là chỉ làm mẫu một trang thôi, tại vì mình không có thời gian để scan nhiều. Bây giờ đây là cái máy scan, chúng ta bỏ vào đây, chúng ta đợi nắp lại, chúng ta scan, chúng ta mở cái chương trình scan lên. Rồi, chúng ta chọn ở chế độ là PDF, chúng ta bấm vào scan. Nếu mà chúng ta scan tiếp tục một trang nữa thì chúng ta phải lọc lại trang giấy. Bây giờ chúng ta chỉ scan một tờ thôi, sẽ bấm vào là finish nha. Tại vì chúng ta không có thời gian để làm nhiều. Thì sau khi mà xong á, thì cái file đã được scan ra, thì cái file đây, file ngày 14 tháng 10 này, chính là cái file này. Thì chúng ta cướp ra ở ngoài màn hình cho chúng ta giữ quan sát ha. Đây. Đây, đây chính cái file này. Đấy. Bây giờ mình sẽ dùng một cái phần mềm có cái tên là ABBEE. Phần mềm này là ABBEE. Để chúng ta tiến hành scan, chúng ta chọn là open, chọn đây, chúng ta bấm open. Thì chương trình đã tiến hành load cái file này vào,
Chúng ta phải đợi ha. Rồi, chương trình load xong rồi, chúng ta bấm vào đóng này. Bây giờ chúng ta chuyển nó phải vật, chúng ta bấm vào đây. Bấm vào save này. Thì chúng ta chọn là nó chuyển phải vật này, chúng ta lưu ở desktop luôn. Và chúng ta bấm save. Thì chúng ta thấy rằng là gì? Nó đã chuyển ra hoàn toàn cho ta bằng một cái file Word rất là nhanh chóng, nhanh chóng. Tuy rằng nó không chính xác 100% nhưng mà nó tương đối là ok để chúng ta có thể sử dụng được một cách nhanh nhất, chứ không thở mà ngồi đánh lại hết cả 19 trang như vậy được. Rồi, đây là cách đỡ mình chuyển từ một file PDF sang file Word. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý thầy cô trong những video tiếp theo. Nếu mà quý thầy cô thấy video này có hữu ích thì nhớ bấm like và chia sẻ giúp mình, đỡ ủng hộ mình. Xin chân thành cảm ơn.